Thân ái kính chào quý vị, ở đây là kỹ sư Linh. Hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn về cái tủ quà đồng bộ như thế nào. Thật sự thưa quý vị và các bạn, từ khi tôi ra trường tới bây giờ tôi cũng chưa gặp được cái tủ quà đồng bộ và tôi không hiểu được nhiều về nó. Thì hôm nay thì kỹ sư Linh sẽ hướng dẫn các bạn nói về cái tủ điện này. Mời kỹ sư Linh chia sẻ cho các bạn sinh viên. Cảm ơn lời giới thiệu của anh Luyện và xin chào tất cả các bạn. Mình hôm nay mình sẽ giới thiệu tất cả các bạn về tủ hòa đồng bộ. Thì đây là tủ hòa giữa hai máy phát. Hai máy phát điện. Thì trước mắt hết mình sẽ nói về nguyên lý của hòa đồng bộ như thế nào, vì sao chúng ta phải cần đến hòa đồng bộ. Như các bạn đã thấy đây, đây là bộ hòa của hãng Quốc hiệu là ACN mã 2000 nha các bạn. Mình cứ mỗi máy phát thì chúng ta sẽ có là một bộ hòa. Nên đây đã có hai máy phát thì sẽ có hai cái bộ hòa, bên đây có một bộ. Nếu giả sử có ba cái thì phải có ba bộ điều khiển này. Đúng. Khi chúng ta hòa ba máy phát sẽ có ba bộ, và bốn máy phát sẽ có bốn bộ. Dạ. Thì vì sao chúng ta phải hòa đồng bộ? Thì khi mà chúng ta mua máy phát mà mua với một cái máy phát công suất lớn á, thì giá đầu tư, chi phí đầu tư rất là cao. Vì vậy thì chúng ta sẽ mua nhiều cái máy phát nhỏ. Nhưng khi những máy phát đó, máy mới hoặc máy cũ hoặc là những công suất giữa các máy phát nó không giống nhau, thì dẫn đến là khi hòa thì góc nghịch pha hoặc là tần số hoặc công suất khác nhau nó sẽ gây chập nổ. Đúng rồi, nó gây ra. Thì những cái bộ hòa này nó là cái công cụ để hòa lại với nhau, cho các máy phát nó chạy đồng bộ với nhau cùng trên những tần số. Dạ. Yeah. Thì để rõ hơn vấn đề thì mình xin giới thiệu các bạn chi tiết của cái tủ hòa đồng bộ này như thế nào. Cái hệ thống này bảo vệ cũng y chang như tủ MP thôi phải không? Đúng anh à, cũng có bộ quái bảo vệ quá dòng chạm đất. Và đây chúng ta thì đặc biệt là chúng ta có cái bộ Meiro là DBM680. Bộ này thì mới ra trên thị trường của hãng Meiro đây. Là đây bộ đây bộ đồng hồ đa năng hay? Đúng rồi, đồng hồ đa năng, và cái giá của bộ này rất là cao các bạn. Đúng rồi. Cao rất nhiều so với hãng của các hãng khác trên thị trường. Đúng rồi. Thì mình xin giới thiệu đây là cái ICP của 1600A của hãng Schneider. Thì như đã nói trước, chúng ta sẽ có hai cái ICP dành cho hai cái máy phát. Cái này cũng 1600 luôn đúng không? Đúng rồi. Thì tùy theo, cũng có thể là hai cái cùng thông số với nhau hoặc là khác, có thể cái này 1000 cũng được đúng không? Có thể 1000 hoặc 2000 tùy theo cái công suất của máy phát, chúng ta chọn cái ICP sao cho cái chi phí nó phù hợp. Cái này là cái ICP cho máy phát 2. Bộ điều khiển cho cái máy phát 2. Thì ở bên này cũng y chang luôn ha. Đúng rồi, y chang nhau. Mà lên đây cái tủ này có những cái module ngàn đẹp quá, cái nào cũng riêng biệt đẹp quá. Mấy cái tủ này cho dự án đắt tiền lắm. Đây là dự án mình cấp cho tập đoàn ở dưới Đồng Phương, nhà máy may chuyên may giày cho hãng Adidas các bạn ơi. Đó. Đây các bạn sẽ thấy là cái này giống như là cái vỏ thông xe container thôi. Còn cái này quý vị sẽ nhìn thấy là người tài xế để điều khiển đóng cắt cái phần này. Cho nên nó đòi hỏi các bạn phải có kiến thức về nó. Và thứ hai nữa đó, thì quý vị sẽ nhìn biết đó, cái người mà chế tạo cái cục này làm một cái việc khác nha các bạn. Chúng ta là người ứng dụng để mua những sản phẩm này, chúng ta hiểu biết về nó để mà chúng ta làm nên nó và để ứng dụng ngoài ra ngoài là một câu chuyện khác. Cho nên nó đòi hỏi là chúng ta kết hợp kiến thức viện hàn lâm, đó là những kiến thức siêu hình, và kết hợp rất là nhiều về bên vi xử lý hay là bên lập trình, rồi bên điện tử, thì nó mới ra được cái tủ như thế này. Cho nên các bạn sẽ biết sự kết hợp và chúng ta ứng dụng nó xài như thế nào thôi. Cái tủ này rất là đẹp, cái tủ này chắc hơi nhiều tiền á, tiền tỷ quá. Rồi, cảm ơn các bạn sinh viên nha. Mình cũng thừa nhận rằng là cảm ơn anh Linh rất là nhiều vì cũng đã cho mình xem được một cái tủ quà đồng bộ. Thì cảm ơn sự chia sẻ của anh Luyện đã đến với Á Châu. Cái chúc anh thật nhiều là sức khỏe cũng như là thật nhiều năng lượng để truyền tải những thông tin, những kinh nghiệm quý báu của anh Luyện đến tất cả các bạn trẻ cũng như các bạn đã đi làm và chưa có nắm sâu về kiến thức của cái mảng về tủ điện. Thì một lần nữa cảm ơn anh Luyện rất nhiều đã ghé thăm sự của công ty tủ điện Á Châu thương hiệu ACAE ạ. Rồi, xin chào, cảm ơn anh Linh.